Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét duyệt và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10 vào ngày 21 tháng 5, công bố trường trúng tuyển theo hình thức tuyển thẳng vào ngày 28 tháng 6. Đối tượng được xét tuyển thẳng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc một trong các diện sau: học sinh khuyết tật có giấy chứng nhận theo quy định, học sinh đoạt một trong các giải sau: đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, giải quốc gia thể dục thể thao do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức, hoặc do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức, giải quốc tế thể dục thể thao do Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc Sở Giáo dục Đào tạo cử tham gia dự thi, hoặc do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cử tham gia dự thi. Sở Giáo dục Đào tạo căn cứ diện tuyển thẳng, thứ tự đăng ký nguyện vọng, nơi thường trú trên căn cứ công dân, trên cơ sở áp dụng bản đồ số, tính khoảng cách từ nhà đến các trường theo nguyện vọng hoặc theo khu vực. Sở cũng thực hiện sắp xếp phân bổ học sinh vào một trường trung học phổ thông bất kỳ theo khu vực hoặc theo nguyện vọng, trên tinh thần phù hợp với việc đi lại, khả năng học tập, nguyện vọng, khu vực đăng ký của học sinh và nhu cầu tuyển sinh tại các đơn vị.